Bén duyên với nghề làm bàn ghế xi măng giả gỗ được hơn 20 năm, bàn tay của anh Lê Ngọc Khánh ở thôn Kim Nam Tiến, xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh ngày càng điêu luyện. Dù bị câm điếc, thế nhưng anh là người duy nhất ở xã Kỳ Tiến có thể tạo nên những đường vân màu sắc giả gỗ trông như thật. Đồ bàn ghế thì hoa tay của anh thì tuyệt vời nữa. Thì anh đi sản phẩm ra thì bán hết nữa. Rồi thì nói chung là ở xóm làng đấy thì có cái hoa tay của anh là cũng lại người bình thường cũng làm được. Tại là anh phá cái màu sơn ở đấy là không ai phá được. Này, cái màu sơn giả gù đó là anh không ai phá được mà chỉ có chắc anh. Đấy, cho nên là anh là làm là cái hàng của anh là bán rất chạy. Thường thường là cứ xe ô tô là đến bốc. Sinh năm 1979 trong một gia đình có 4 chị em, nhưng anh Lê Ngọc Khánh là người duy nhất phải chịu thiệt thòi trong cảnh câm điếc do bị biến chứng của một cơn sốt từ năm 3 tuổi. Kể từ đó, mọi sự giao tiếp của anh với thế giới chỉ thông qua cử chỉ, điệu bộ. Năm 13 tuổi, anh được giới thiệu vào trung tâm dạy nghề cho người khuyết tật Thành Sen, thành phố Hà Tĩnh, nhưng không chọn được nghề phù hợp. Sau đó, anh trở về nhà tự may mò học nghề làm bàn ghế xi măng dưới sự chỉ dạy của người anh rể. Do không thể nghe, cũng không thể nói, nên chặng đường học nghề của anh khó khăn trở ngại hơn nhiều. Thế nhưng bằng quyết tâm và sự khéo léo của đôi bàn tay, dần dần anh đã không chỉ thành thạo công việc mà còn cho thấy những năng lực đặc biệt. So với những người cùng tuổi, cùng trang lứa thì Khánh là cũng thuộc dạng là một người là cô chỉ. Này, anh làm là làm việc của anh là có khi cả ngày cả đêm. Này, bên đêm là khi có đơn đặt hàng là anh làm gần suốt đêm. Này, rồi thỉnh thoảng anh vẫn là nếu có đơn hàng nhiều thì anh cũng gọi người xung quanh đến hỗ trợ. Còn về cái tình cảm tình làng nghề xóm xung quanh đấy thì anh sống cũng tốt, cũng ổn định, có giúp đời nhiều người. Là một người ở trong xóm cũng hay qua lại với nhà anh Khánh thì tôi rất cảm phục cái tinh thần chịu thương chịu khổ và vượt qua cái hoàn cảnh khó khăn của anh Khánh. Là một người rất là nhiệt tình trong cả cái công việc của anh, về những kiểu nhiều người có cái việc sơn sửa bàn ghế này nọ thì anh đều sẵn sàng giúp đỡ. Sau khi trở thành một người thợ lành nghề, anh Lê Ngọc Khánh đã tự mình mở một xưởng nhỏ. Chỉ với chất liệu là cát và xi măng, anh đã làm ra những bộ bàn ghế xi măng đẹp, trông giống hệt như đồ gỗ. Tiếng lành đồn xa, không chỉ người dân, các trường học trên địa bàn, mà khách hàng từ những địa phương khác cũng tìm đến mua. Ngoài làm bàn ghế, anh còn sử dụng tay nghề của mình để làm đẹp cho các bức tường, cổng hay hàng rào của những ai có nhu cầu. Thì làm bàn ghế đấy tính nói, nhưng mà anh những cái sơn nhà này, những cái sơn những cái cổng hàng rào, rồi những cái cổng mà làm đẹp đó mà giả gỗ, sơn màu giả gỗ như gỗ là chỉ có vùng này là chỉ có anh là cùng làm, và thực tế anh đã làm được những cái cổng ở đấy rất là đẹp rồi. Một cổng có thể là chắc tiền sơn qua cổng của anh là đến 5-7 triệu rồi, tiền sơn ạ. Không thể nói, không thể nghe, nhưng ý chí, nghị lực và niềm đam mê thì không vì thế bị ngăn trở. Hiện tại bằng tay nghề của mình, anh Lê Ngọc Khánh đã có thể nuôi sống bản thân cũng như giúp đỡ thêm cho gia đình. Sẽ còn những ước mơ, dự định đẹp đẽ mà anh không thể nói ra, nhưng anh sẽ làm ngay khi có thể.